Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục đi quay dừa cống cho mọi người cùng xem nha. Đây thì cửa cống đang được từ từ mở ra các bạn. Ở đây thì có chú này cũng lớn tuổi rồi, cho nên là cửa qua được thì sẽ cho chú qua trước nha. Chú hay bác vậy nè, nghe nói thì chú này đi lụm ve chai cặp cặp xong như thế này đấy các bạn. Nói chung là lụm về bán nha. Thì nãy mình có hỏi thì chú này cũng 75 tuổi rồi, cũng khá là lớn tuổi rồi đó các bạn. Nó bây giờ lụm ve chai như thế này đây, thì chúc chú nhiều sức khỏe luôn. Nó bây giờ cống bên trong thì đang mở ra nha, giờ chú ra đây được thì nói chung là nó cũng an toàn nè. Qua đây thì có thể là giật máy đi được rồi nha các bạn. Nói chung là lớn tuổi mà đi sông nước cũng khá là căng nha các bạn. Bên này thì có mấy cái giỏ đang ra, đây là đi chơi lễ nha, rất là đông luôn. Cái chú này đang chạy lên các bạn, chú bác gì nói chung là lớn tuổi rồi, 75 tuổi rồi. Anh ghe anh qua trước nha. Ghe còn khá mới luôn, mới làm đẹp rồi hay sao á. Anh chủ ghe này cũng khá kỹ nha, cho uống dầu nhóc hết trơn. Xà lan đánh ra các bạn, chiếc này khoảng 300-400 tấn vậy đó. Mực nước 2m2. Cái này còn rất là mới nha. Đây chiếc xà lan cuối cùng của cái đợt vượt Âu Thuyền đầu tiên của ngày hôm nay nha các bạn, 1 tháng 5 nha. Nói chung là lễ lọc thì cũng khá là ít những cái phương tiện đi qua lại các bạn. Ta cũng nghỉ lễ hay sao á. Bây giờ qua ha. Xong cái luồng này thì tới cái luồng ở ngoài vô nha các bạn. Giọt dữ ta. Cái bồ anh khá là thâm hậu nha. Vỏ xe bánh đang vô các bạn ơi, khá là bự luôn, hai chiếc luôn, vừa mới qua một chiếc nha, quá đẹp luôn, mình rất là thích cái chương trình này nha. Lúc mà ảnh quay đầu đó các bạn nhìn rất là đẹp. Nhìn khá là đẹp nha các bạn. Hộp số thì hộp số xe tải nha, lái qua lăng. Quá đã luôn.
quay ghê đi chứ. Ôi ôi kìa. Mình chắc là đã các bạn ơi. Chuyên chặt nghe nói cũng tầm khoảng 1m, 1m2 rồi đó. Chuyên chạy tải nha. Hiếm khi gặp tầm xẹp lắm các bạn ơi. Thì đi biển nha, không biết là đi Hòn hay là đi mấy cái tỉnh khác nha bạn. Anh đề ba cái nó rung kinh đất trời. Đang chỉnh cái mũi lại mà đi. Đang vô các bạn ơi, đang vô thì xà lan nổi nha, khá là đẹp các bạn, chiếc này còn khá là mới luôn, đang vô đó, hai chiếc này vậy. Đang canh để vô mà. Chiếc vô lãi đang chạy vô tốc độ khá cao nha. Giống như là thắng nha bia vậy đó. Nhỏ lên nữa.
chơi vui quá trời luôn ha. Chơi lễ hả? Chơi lễ. Chơi lễ hả? Nguyên vỏ đi chơi lễ luôn. Vô Âu Thuyền của bạn đi chơi lễ cũng được, đi Âu Thuyền nữa nha. Tiếp theo thì mình thấy chiếc ghe này khá là mới nha các bạn. Đang vô nha. À này mới cho uống dầu hay sao á, còn mới chát luôn. Kia thì có một chiếc ghe cảnh nha. Ồ, xe bạn đang vô nữa rồi. Xem mấy anh võ xịp ảnh chạy ra cống nha các bạn. Đó, ở phía sau thì có cái chương trình khá là lớn. Đây thì đang đợi mở cống để mà qua nha. Chở thêm chiếc xe nữa. Gớt luôn rồi. Trời trời trời. Ác thiệt trời. Mới đề ba văng xong rồi. Kiểu giống như là khỏi tắm buổi chiều rồi đó. Giờ chiếc chỗ xịp đi ra nha. Ồ, bên này anh này cũng bự lắm nè. Bạn thấy cái chương trình anh lú 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 lên nhìn khá là phê ha. Ba chiếc xịp. Còn anh này anh vô số rồi. Ở ngăn thiệt chứ. Chương trình này như to hơn hay sao á các bạn. Chiếc mà. Này chắc mấy anh này đi chơi lễ hay sao ấy. Wow, con trời chạy kìa. Tốc độ. Quá đẹp.